Everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare blue crab meat soup. So now let's enjoy with me. And first step, I'm going to boil the water. Cornstarch. Add some water. Garlic, salt, sugar, chicken powder, mushroom, crab meatball, crab meat, cup of dark egg. Cornstarch with water. Add
Green onion. Ôi, tùm lồn khăn thế. Ôi, mà sạch cái đan thật đông thật đông này. Súp cái đan thì sạch cái đan lắm á. Time to test it, select cafe with us. Ông ta cho nhắn. Cảm ơn chán, cả đá nó sụp luôn. Sao đồn anh. Sốt tôi sạch cái đàn. Nhắn mỏng. Chúng bạn bông cái đám nữa, có hôm không bông cái đám ta. Nhầm. Rất ấm chan này.